ghé thăm vườn anh Xoa. À, để nói về cái vấn đề này nè, nói về vấn đề này, tức là tôi thấy là hiện tại là nắng và gió nóng, nhưng mà mọi người cứ thấy nó trải nhụy dày, biểu cao ra, cao lá ra, trong khi phải lý thuyết phải tưới nước cho giữ ẩm. Mà đương nhiên cái nắng nóng không sợ, mà sợ nhất cái gió nóng á Phú. Cái gió nóng thì mới sợ, đây là mới là nắng nóng thôi. Cái chính là chúng ta phải tưới rộng ra ngoài đây nè. Nếu gặp gió nóng thì phải tưới rộng ra ngoài đây nè, để cho hơi nước nó bốc lên, hơi nước bốc lên, để nắng nó, gió nó tạt vào thì nó gặp hơi nước bốc lên trong cái tường mát cho đó, để nó làm giảm ẩm độ khi vào cái bông. Đó là điều đang làm. Và quy trình của Thuận Thiên thì đấy, thì toàn bộ những cái này, tại vì chúng tôi xả nhụy 80% là đã phun công thức có TN rồi. À, giải quyết về nắm rồi, cộng với soi nữa. Đấy nè, đó. Thì nó chuyển hóa thành dinh dưỡng. Nên cả nhà cứ để nguyên như vậy thì giảm đi lượng hữu cơ của mình nha. Và cao ra là khi nào? Mùa mưa. Đấy, để giảm, đặc biệt các cái vườn mà nó kín như thế này. Vườn này là tháng 6 2024 này nữa là 8 năm nè Phú, 8 năm nè. Đấy. Mà trồng là 99 hả Phú à? Là kín hết rồi. Kín hết rồi đó. Đó. Nên cả nhà đất tốt này đó thì cũng khuyên ra, nếu mà trồng 12 12 sen kiến ngủ, ví dụ vậy. Còn thôi trồng 12 12. Đó. Còn đất mà trung bình thì trồng 11 11, đất xấu trồng 10 10 là nếu làm theo quy trình Thuận Thiên. Đấy. Còn cái đấy. Đó. Hồi nãy anh vô là lúc 9 giờ rưỡi là nó đã bắt đầu xả nhụy rồi. Còn từ nãy giờ là 11 giờ. 11 giờ. Đấy. Tức là chúng ta dựa vào cái xả nhụy để nó biết nội sinh cái vườn đó khỏe không khỏe. Xả nhụy càng sớm chừng nào thì vườn đó càng khỏe chừng đó. Hôm qua anh đi ra Gia Lai đó, hai ông làm quy trình Thuận Thiên, một ông là thiếu nước 2 giờ mới xả nhụy, ông kia mới có 10 giờ xả rồi. Đó. Thì đương nhiên nó rộ là phải cộng thêm 2 tới 3 tiếng nữa là rộ, tức là từ khi xả nhụy cộng thêm 2 3 tiếng nữa thì bắt đầu rộ. Thì vườn này là hồi nãy là 10 giờ là xả nhụy, 9 giờ mấy 10 giờ xả nhụy thì đấy, một tiếng đồng hồ nữa là xả nhụy rộ hết rồi này. Nè, đấy thấy không? Đó, xả nhụy rộ hết rồi nè, thấy chưa? Đó. Thêm nửa tiếng nữa thôi là xả nhụy rộ hết. Đấy, cứ cộng 2 tiếng tới 3 tiếng. Đấy, nên chúng ta dựa vào đó. Đó. Thấy ông không? Thấy cái nhà thấy ông không? Đó. Chứ đây mà đi thụ phấn rồi tôi thấy là cái gì? Lấy cái cào đi cào xuống dày. Chứ vậy, nói thêm cái này. Clip này là muốn nói cái chỗ này nè. Chúng ta cứ sau khi cây nó xả nhụy mà trong vòng 3 ngày á, tại vì xả nhụy 80% ta đã phun công thức rồi, thì cái áp phun lên rồi sau đó 3 ngày lại phun nữa, phun các công thức thì tự động nó rụng thôi. Còn những trái nào mà nó không tự rụng được thì trái đó không bao giờ đậu. Cái này liên quan tới ai chăn nuôi sẽ rõ nè. Hồi xưa Tuấn thấy mẹ Tuấn nuôi gà đó, ổ trứng mười mấy trứng, xong nở được 9 con 10 con rồi, mấy cái trứng kia nó không nở thì nó khởi mỏ, mà không nở thì mẹ mới khởi mỏ phụ. Thì sau đó tại vì Tuấn thích chăn nuôi từ hồi nhỏ, Tuấn làm dấu thì những cái con đó sau này bị ỉa mắt đít hết, tức là bản thân của nó không đạp được cái vỏ trứng ra ngoài thì không bao giờ tồn tại được trong tự nhiên. Nó vậy thôi, nó một nguyên tắc vậy thôi. Nên cái bông nào nó không tự rụng được thì cái bông đó tự động nó sẽ rụng. Mà chúng ta phải trông nó rụng từ khi xả nhụy là 7 cho tới 10 ngày tùy theo thời tiết thì nó rụng sinh lý. Chúng ta phải mong những cái bông mà không có thể đậu đó cho nó rụng, để cho những cái trái còn lại nó lớn nhanh, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục tỉa. Đó, chúng ta phải cảm ơn cái vấn đề này, và đó mới là cái quy luật của tự nhiên, chứ không phải dùng mấy cái cao vậy rồi ban đêm đi thụ phấn. Ê, khổ ơi là khổ. Nhưng các bạn làm hóa chất thì các tôi không biết là cái thụ phấn đó có hiệu quả không, theo tôi là không, theo tôi là không. À, các bạn làm hóa chất thì không có côn trùng và xả nhụy rất là muộn. À, hãy cao à. À, ông cái nhà thấy ông không? Hình như thế. À, chúng ta nhìn được tự nhiên. Và sau khi xả nhụy được 4 tới 5 ngày thì cái bông nó phải, cái trái nó phải hơi vảnh lên một xíu nha, vảnh lên một xíu thôi. À.
là chúng ta biết là nó hấp thụ được được dinh dưỡng. Để xuống anh xoa cái bữa nay, tại vì dẫn cái đoàn để tham quan, người ta muốn coi cái họ muốn làm lớn nên họ muốn coi là những cái vườn nào của Thuận Thiên làm nhiều năm có xì mũ hay không nhá, là như vậy. Cái nhà yên tâm là không có không có khái niệm xì mũ đâu. Cái này thấy không nè, chúng ta thấy nè, cái cành này buộc nó phải đấy, cái ngọn này không biết ở đó cắt hay như thế nào, cái tự động á và nó tự lanh thôi, và nó sẽ đào thải theo thời gian. Cắt được khỏi, chắc ở đó có cắt nè, anh này ở đó chắc có cắt nè, nếu không cắt thì nó chưa đâu à, nếu không cắt thì chưa đâu, nhưng mà cắt nè, cắt nên là nó bị lão hóa sớm à. Cái để nó vươn lên thẳng thế này thì chưa đâu, đương nhiên nó phải thay cành theo thời gian à, cái cành này cũng bị cắt nè, cắt nè à, thì nó sẽ lão hóa sớm, tại vì nó không còn đỉnh sinh trưởng à, đương nhiên sau thời gian thì nó phải thay, nhưng mà nếu chúng ta để được cái ngọn thì nó sẽ ở lại nhiều năm hơn à, là như vậy à, à, cái này cũng nó cũng bị bấm hay sao nè, đó nó như vậy à. Nên cái khi mà gió nóng nha cả nhà là mới nguy hiểm, gió nóng nó nguy hiểm hơn nắng nóng nữa, thì chúng ta phải tưới nước ra cả lối đi đó để tạo thành một vùng tiểu khí hậu, để cho càng nóng càng bốc hơi nước lên thế này thì à, nó thổi vào trong bông nó không bị sốc nhiệt. Và cái bét này á là sắp tới sẽ làm lại, nó phải từ gốc ra đây 2,5 mét, rễ nó trong đây, rễ ngoài kia kìa, để khi gió nóng, mà gió nóng nắng nóng và gió với biến đổi khí hậu thì sắp tới là không tránh khỏi đâu. Năm ngoái bị rồi Tây Nguyên, rồi năm nay có lẽ Tây Nguyên có thể bị nữa đấy, là chúng ta trước ngoài kia, rễ nằm ngoài kia kìa, ngoài nằm trong đây đấy, thì cái bét này đó là cái bét làm tan phân nở trong mùa nắng tốt nhất, nhưng Tuấn lặp lại là chỉ dành cho miền Tây, tức là lấy nước từ mương hoặc từ ao nổi, tại vì nó rất là nặng áp, nếu từ giếng khoan thì không làm nổi đâu à, chỉ dùng cái bét mà bạn Quyết vừa rồi đưa lên đó, cái bét tưới rau mà cái hạt nó to hơn đó, nhưng cái loại này thì nó đưa nước lên trên à, thành một cái chữ V ngược, xong nó rớt xuống này ta phân tan rất là tốt. Đó, nên cái nhà thấy 11 giờ là sẽ nhị. Tại vì 9 giờ là nó đã, 9 giờ mấy là nó bắt đầu nó chớm sang nhị rồi, nên khoảng 11 giờ là rộ. Thế thôi ha. À. Đấy. Nên là Tuấn rảnh đâu thì Tuấn Thuận Thiên sẽ xây dựng một cái kênh YouTube hay là cái Facebook đó, là kênh thông tin thôi, chứ tôi không có cái giống hồi xưa là phải đi gần cái kênh chứng minh là phải quay đi quay lại. Nên cái chuyện mà vừa rồi một số nông dân nghĩ là anh cập nhật lại cái vườn hãm ngọn, năm nay hãm ngọn hàng trăm vườn chứ không phải là một cái vườn nào bắt tôi quay lại. Đấy. Phải đưa về ngay 4 lần đó, đi vô phỏng vấn anh xoa một xíu đó. Tức là cái vườn này để bộ lá nó về thế này là anh xoa phải dùng cái hãm ngọn 4 lần đó. Rồi quay luôn nè, người ta bị cái gì thì Thuận Thiên sẽ bị cái đó nha, tại vì hai cái đoàn nãy giờ vô người ta nói phải phun thôi, một cành, tại vì ta làm bằng hóa chất nên là người ta sợ. Còn Thuận Thiên nè, một cành nè, nhưng tự động, thấy không, người ta bị cái gì Thuận Thiên bị cái đó à, nhưng tôi có thiên địch, có nội sinh và tự khô cho đó và nứt trồi lên, cả nhà thấy rõ không à, chứ không phải là không có à, mùa này nè bị cái gì là chúng tôi bị cái đó à. Anh Xoa, năm nay người ta không biết cách, sợ đốt đọt rồi, nhưng mà có cách mà đưa đọt thì người ta cứ sợ là cái công thuốc Thuận Thiên nó không đảm bảo. Cái vườn này là anh đưa đọt về già là mấy lần? Bốn lần, 3 ngày 1 lần. Lăng và kali bao nhiêu một phi? Cái phá thuốc mới nhúng được đó, bởi vì thằng cu nó phá. Thằng cu nó phá chắc cũng phải 800 ngàn gì đó, đại loại vậy đó, 800-1 ngàn gì đó thì tùy nha. Nè cái cây này nè, nước nè giọng vô nè thì có một cây này nè, nhưng mà cứu được rồi nè à, chứ không phải là làm Thuận Thiên là muốn để nước vô da rặn là cứu được hết rồi nè.
Đúng rồi, nó yếu một cái rễ nó hư một cái là da nó. Da nó đâu có lấy được dinh dưỡng đâu mà rạn da. Mà khi mà thấy nó rạn da được như thế này thì cả nhà lại này rất là yên tâm hiệu quả sống được. 360 cây. Ép về già hết. Đấy. Và chúng ta từ khi xả nhụy nè cho tới khi rụng sinh lý là 7 tới 10 ngày, chúng ta còn tới 7 tới 10 ngày để thì đưa nó về già. Nên Tết năm nay thật sự với cả nhà là không ăn Tết nổi với một số nông dân luôn. Xả nhụy ra ngọn đập 4 tới 5 lần 1 ngàn á, 1 ngàn ml lăng, 1 ngàn ml cho 200 1 ngàn ml lăng và kali cộng với combi nữa. Đấy. 5 lần tốn tiền không? À, nên là nông dân phải đó giờ có cái cần sục rồi đó. Chúng ta đưa dinh dưỡng khi bông nó 2 phân là đưa dinh dưỡng nước vào rồi, 3 phân là đưa hữu cơ rồi. À, nên là chúng ta sục một cái là chắc chắn một điều luôn, thời tiết bất lợi. Đương nhiên thôi, thời tiết thì bất lợi khó. Ngày thì nắng gắt, đêm thì lạnh. À, nắng gắt quá thì đổ cái khổng đóng lại không quan hợp được, dẫn đến là nó chậm ra ngọn. Thì chúng ta sục thôi, sục buộc trong vòng 15 ngày phải lú ngọn. Và sau đó chúng ta dùng cái công thức tăng trưởng nó đưa lên ngọn, đưa lên bao nhiêu, một phi nửa lít NPK, nửa lít amino là đợt đầu, đợt sau thì 300 hay 250 gì đó, 400 gì đó thì tùy theo đại lý phải tư vấn với nông dân và nông dân là linh biến. Phải buộc về nhà, phải ép mở lá ngay và luôn. Không, vẫn bị mọt nè, nhưng mà đâu có sao. Còn nếu bên hóa chất thì phải phun tả vườn. Cả nhà biết tốn biết bao nhiêu tiền không? Đây, cụ thể đây, đấy. Đến hạn là phải có, đến mùa phải có. Và tôi khuyên cả nhà là bình thường phải để côn trùng nó nằm ở cái tầm kiểm soát dưới vài phần trăm. Nếu cả nhà cứ diệt hết thì thiên địch sẽ không còn đâu ạ. Dạ. Tại vì đến hạn lại lên, đến mùa của nó sắp tới là mùa đẹp sáp này. Nếu chúng ta cứ xịt diệt vì hoảng sợ thì xin thưa thiên địch nó sẽ mất được lực lượng tương quan khi đến mùa côn trùng. Rày xanh thì có quanh năm nhưng nó có mùa của nó, mặc số nhện nó có quanh năm nhưng mà vừa rồi có cái mùa đó nhện cực kỳ nhiều, thì chúng ta phải có rày một ít gì đó cứ kệ để vậy để cho thiên địch nó có cái thức ăn để cái lực lượng nó tương quan khi gặp cái điều kiện thuận lợi làm cho côn trùng có hại bùng phát. Nhớ cái này nha. Đấy. Cái này là do Tết rồi, 28 Tết là nghỉ hết chứ đúng là cái vườn này phải lặt thêm 20% nữa chứ không phải lặt như thế này đâu. À, năm nay lặt là chưa có chủng đâu. À, như thế. Và túng không sắp tới thì trên cái kế hoạch sau bao nhiêu chục năm lăn lộn thì túng đã có kế hoạch ngay từ đầu là 50 tuổi thì túng sẽ lui về và hỗ trợ cho các em nó làm. À, nên sắp tới bạn Quyết sẽ làm clip theo sự chỉ đạo của Tuấn. À, và cái cách edit, cái cách ghép hình của Quyết thì nó sẽ tiện cho người nông dân hơn. Còn hồi xưa Tuấn phải đi hết nổi rồi cả nhà. À, và cũng xin thưa với cả nhà chứ chả có ông giám đốc nào mà lại như ông Tuấn mà phải đi phải làm phải nói thế này ha. Khi chưa có cái người để kế thừa thì chúng ta phải làm, còn khi có rồi thì chúng ta tập trung vào việc khác ha, nhiều việc khác lắm. Như vậy biết đủ là đủ. Chúng ta muốn chọn hạnh phúc thì chúng ta phải buông bỏ. Còn ai chọn lợi nhuận thì cứ 80 tuổi vẫn phải cày. Thấy nhà thấy ông không? Đấy. Bông nhiều lắm, bông đơn nó mới mập. Cả tôi nói lại cái chỗ này này nó phải nở. Chứ cái bông nó mập bằng phân bón mà cái nội sinh ở trong nó không có thì cái gốc bông này cũng không nở thì nó cũng rụng thôi. Nên có nhiều người nói ô bông tôi mập cái gốc bông này có nở hay không nè, cái gốc bông này nè nó phải nở. Tôi lập lại cho cả nhà hiểu như vậy. Đấy, 360 cây. Vườn này nhiều người tham quan. Tháng 6 2024 này nữa là đúng. Bữa nay tháng 1. Này tháng Giêng, chưa hết cuối tháng Giêng âm lịch thì mới được. Này đúng là 7 năm rưỡi cộng 1 tháng. Đấy. Chứ chưa được 8 năm đâu.
Mà cái này là hồi đó là lỡ trồng sâu đây, nhưng mà do đất nó nghiêng mở bồn được nè, chứ cái nhà thấy cái cây này vẫn là trồng sâu. Nhưng mà đất này hơi có sỏi, và cái quy trình của Thuận Thiên là có trùng đất phát triển, mưa một tiếng đồng hồ không thấy nước đâu, là như vậy. Rồi cái vườn này anh Xoa phải là tổng chỉ huy thì sẽ thành công rực rỡ hơn nữa. Anh cũng chọn hạnh phúc nên chuyển giao đấy, anh không có làm gì hết. Anh nói là hai năm nay anh không làm, chỉ đạo thôi. Rồi giờ cái bác này ra nha, giờ cái bác này ra, rễ trong này không có đâu, mãi giờ ra cách gốc 2,5 mét ha, cách gốc 2,5 mét thì giải quyết được vấn đề. Ướt ngoài đây nè, rễ ngoài đây nè, chứ không phải rễ trong đó đâu. Như vậy cái nhà thấy không có khái niệm xì mũ, đất là mẹ, cái là con mẹ nó khỏe thì làm sao. Còn các bạn cứ giọng hóa chất vào thì cứ xạ trị như vậy thì con nó phải chết, không nó chết nó là tự nhiên, nó phải ung thư rồi. Toàn hóa chất thì phải ung thư, giống con người mà ăn toàn hóa chất nên là ung thư thôi. Đấy, nên bây giờ Việt Nam mình đó, từ khi hóa chất lên ngôi mạnh thì ung thư nhiều càng nhiều là như thế. Rồi nhà thấy không, các cái bông đơn rồi phải đưa dinh dưỡng. Trong này có một số cái bông nó còn hơi ốm, thì sau khi xả nhụy 80% là chúng ta đã đưa dinh dưỡng vào rồi. 25 ml NPK, 20 ml amino, hoặc là 40, tùy theo cái bông. Tại vì cả nhà biết một điều rằng là khi nó đủ dinh dưỡng rồi mà chúng ta tăng dinh dưỡng nữa, đặc biệt là trẻ con đó, sơ sinh đó, thì nó sẽ bị tiêu chảy. Anh cả nhà phải hiểu như vậy. Nếu bông nó mập, nó chuẩn chỉ rồi thì gần như sau khi xả nhụy chúng ta không cần đưa dinh dưỡng, sau khi xả nhụy 80%. Nhưng nếu mà nó thiếu thì chúng ta phải bổ sung. Tại vì thiếu dinh dưỡng thì nó vẫn rụng. À, như vậy nhiều lý do để rụng lắm, dư nước cũng rụng, thiếu nước cũng không xong. Và phải nhớ nha, cái trái làm sao này, từ khi xả nhụy này nó phải xanh, cho tới khi nó bằng cái trứng gà thì cái chân gà nó đỏ. Nhớ nha cả nhà, cái chân gà nó đỏ. Cả nhà để ý nè, cùng xả nhụy như nhau nhưng mà cái rau này đó mà nó khô, cả nhà thấy hai cái này, nó khô muộn hơn. Cái này chưa còn tươi này, đúng không? Cái nhà thấy còn tươi không? Nhưng cái này kế bên nè, nó khô nè, nhà thấy không? Đó, nó khô nè. Đó, trong cái bông này nó tươi nè. Thì cái tươi này nè, cái khả năng nó đậu tốt hơn là như vậy. Đó. Và những cái chùm trái, cái trái nó chạy, nó sẽ rụng sinh lý sau khi 7 tới 10 ngày. Nhưng cả nhà thường thường hay la ha, đặc biệt người làm ông đầu tiên á, gọi cho đại lý tán loạn lên. Khi nào chúng ta thấy trong cái chùm đó mà cái trái nó lớn nổi trội mà nó rụng ấy thì mới vấn đề. Còn lại những cái trái nhỏ hơn nó rụng, nó không đổi màu trong 24 tiếng, nó không đổi màu, nó không không lớn thì đó, thì nó rụng là bình thường. Còn chúng ta chỉ lo là những cái trái nổi trội trong cái chùm mà cái cuốn bông nó mọc, nó lớn từng ngày mà nó rụng, thì lúc đó hãy gọi cho đại lý, nó có vấn đề ha. Đấy. Nên là Thuận Thiên sẽ làm cho đào thải tự nhiên, chứ không phải là mặc dù Thuận Thiên có nhiều cái để phun lên để cho giữ, nhưng mà phải cứ giữ hoài đâu, không được đâu. Cả nhà giữ nhiều quá nó không đào thải tự nhiên thì nó kéo theo một đám, nó rụng luôn, vì nó ốm đều hết, nó rụng luôn. Rồi vậy nha cả nhà. Cái này là bấm ngọn nè, để quay cho cả nhà thấy nè. Đấy. Này gió nó đập nè, làm lưới rồi. Để chúng quay cái cây này nè, để chúng ta sẽ bấm cái ngọn thôi, tại vì muốn cái độ cao nó cỡ như thế này thôi, nó 6 mét mấy nè, bấm cái ngọn này đấy. Bấm cái ngọn này còn cắt là khác. Bấm một khúc thôi chứ không phải cứ cắt ngọn là cành to đó, là không có cặp cành cái gì mà năng suất. Chúng ta phải tính cây sầu riêng là mấy chục năm, chứ chúng ta tính 3 năm chúng ta cắt là đúng rồi đó. Đấy. Rồi
Vậy nhá. Thôi chúng chào cả nhà. Đấy. Không có khái niệm xì mũ đâu nhá. Đi hỏi anh Soi một câu nữa. Anh Soi, năm ngoái là mưa nhiều, 360 cục cây của anh có cây nào bị xì mũ không? Không có đâu, xì mũ không có đâu. Không có xì mũ? Tuyệt đối không có xì mũ. Về miền Tây thấy xì mũ tà le. Về miền Tây vì đi cần nơi thấy xì mũ nhiều đâu. Chứ không cần. Mình có xì mũ. Không cần miền Tây đâu. Dạ. Ở đấy ấy, cần đi cắt sang vườn như đấy. Cắt sang mấy vườn đấy. Dạ rồi, ok, xì chào anh. Xin thích quay xì mũ sang. Dạ, đấy, ba đó, nãy dẫn đoàn cho đó, 360 cây. Dạ. Nói coi cũng có, đến mùa thì cũng có nhưng mà tự khô thôi. Không, của mình không có. Cũng có anh, nếu mà để ý kỹ cũng có nhưng mà sau đó tự lành, chứ không phải không có đâu. Cũng có, cũng có đôi cành vậy này, nó tự nó ý ý nó tự nó không. Mình có bài bị con sâu con bò chết. Con bò xe thì phải bắt. Nó cầm bò nó mới bị. Con này tự nhiên nó không có. Đúng, đúng rồi. Của mình bị con nó. Cũng có tỷ lệ. Cứ bắt nhận là không có. Không phải có một xíu chứ không cần nó lại nó thuận thiên là không có, không có tuyệt đối được thuận thiên không. Có nhưng nó quá nhỏ. Đúng rồi, nó tự lành nha. Rồi ok. Còn mình cảm thấy là nó từ xì ra là chưa thấy. Nhưng mà cái con kia cầm bò là có. Nhưng mà con nó cầm bò tự nhiên không bắt được cái con nó ra không? Rồi. Bắt được cái con sấu đó. Ok anh. Thôi chắc mình xin phép. Dạ, em chào anh, em cảm ơn anh Soi rất là nhiều đã song hành với Tường Thiên. Từ 28 tới giờ. 28 tới giờ. 5 năm thì 9 năm. Trong sông năm mấy? 28 tới giờ đó. 5 năm rồi. Từ 28 giờ gửi hàng từ giữa Sài Gòn là về đó. Cảm ơn anh. Chúc anh năm nay bội thu nha. Phải bội thu, anh phải làm tổng tư lệnh là bội thu. Mặc dù anh đừng có làm gì hết, nhưng mà anh phải chỉ đạo, anh là phải chỉ đạo chính. Ok, em chào anh. Dạ.